Tú xin hân hạnh giới thiệu đêm ca vũ nhạc kịch chủ đề Duyên Phận sẽ ra mắt video phim ngắn Chuyện Tình Lan và Điệp cùng Khả Tú và diễn viên điện ảnh Chí Quang tại Sài Gòn Si Phước, thành phố Boston, Massachusetts. Vào thứ Bảy 19 tháng 8 lúc 7 giờ tối, cùng với những nghệ sĩ như sau: Khả Tú, diễn viên điện ảnh Trí Quang, Phạm Khánh Hưng, Đăng Huy, Hữu Thanh, MC Bảo Đệ, ban nhạc The Blue Heaven, âm thanh ánh sáng do Quốc Tuấn Anh phụ trách. Tham dự chương trình đặt bàn xin liên hệ Sài Gòn Si Phước 617-265-1008, Hữu Thanh 617-331-6300, Thông Dương 617-396-6917, Khả Tú 714-724-1584. Khả Tú xin thay mặt ban tổ chức xin hân hạnh kính mời tất cả quý quan khách tại thành phố Boston tham dự đông đủ. Xin hân hạnh và cảm tạ. Chí Quang xin trân trọng kính chào quý khán giả tại Boston. Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng 8 năm 2017 này, Chí Quang sẽ có mặt tại Boston để tham gia chương trình đêm ca vũ nhạc kịch với chủ đề là Duyên Phận của nữ ca sĩ Khả Tú. Và trong đêm đó thì nữ ca sĩ Khả Tú sẽ ra mắt một DVD Chuyện Tình Lan và Điệp. Và trong đó thì Chí Quang sẽ thể hiện vai Điệp, còn nữ ca sĩ Khả Tú sẽ thể hiện vai Lan. Hy vọng là với một cái DVD này thì sẽ đem đến thật là nhiều điều thú vị và cũng như là sẽ lấy được nước mắt của tất cả quý vị khán giả. Và trong đêm đó thì ngoài sự có mặt của Chí Quang, Khả Tú còn có cả Phạm Khánh Hưng, Đăng Huy, Hữu Thanh, MC Bảo Đệ. Và chương trình sẽ diễn ra vào lúc từ 7 giờ cho tới 12 giờ đêm, 7 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm. Và chương trình sẽ được diễn ra tại Sài Gòn Si Phước. Đây là lần đầu tiên mà Chí Quang sẽ biểu diễn tại Boston. Hy vọng là tất cả sẽ được sự đón nhận của tất cả quý vị khán giả dành cho Chí Quang. Thực sự là Chí Quang cũng rất là không biết là sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả sẽ như thế nào. Rất mong quý vị sẽ tới ủng hộ cho chương trình. Một lần nữa thì Chí Quang xin chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.